Xin chào anh chị và các bạn. Sau 3 ngày vận chuyển thì ông vua địa hình hay kẻ hủy diệt tất cả những cung đường khó đã cập bến tại thủ đô rồi. Và xin được giới thiệu với quý vị anh chị chiếc Land Rover Defender phiên bản 110P. Một chiếc xe trang bị khối động cơ 2.0. Và đây là một cái mẫu xe mà em đã nói rồi. Ông hoàng địa hình, thực sự là như vậy. Một chiếc xe có thể chinh phục mọi nơi với cái khả năng vận hành vượt trội. Và form dáng chiếc xe này cũng thực sự là tuyệt đỉnh anh chị nhé. Đây là một chiếc xe mà đem lại chúng ta cái cảm giác lái rất hay, động cơ 2.0 thôi, nhưng cho công suất lên tới hơn 300 mã lực, đi kèm với đó là hệ thống dẫn động 4 bánh toàn thời gian và cái gói công nghệ Terra Reborn 2, cái gói công nghệ phản hồi mặt đường thực sự là quá đỉnh. Đây là gói công nghệ được đánh giá là số 1 thế giới ở thời điểm hiện tại anh chị nhá. Với những chiếc Land Rover Defender thì nó sẽ cho chúng ta cái sự vuông vức, cái sự nam tính và rất là mộc mạc anh chị nhá. Đó, phần đầu xe của chiếc xe này thì quá chiến rồi. Chúng ta sẽ có hệ thống đèn cực kỳ đẹp và vô cùng thông minh. Camera 360 rất là sắc nét anh chị nhé. Và chắc chắn rồi, nó sẽ phải có cảm biến va chạm xung quanh xe đầy đủ. Và như anh chị đã biết rồi, những cái dòng xe mà vừa địa hình ấy thì nó sẽ phải có góc tới rất nhỏ. Đây, anh chị nhìn giúp em này. Góc tới rất nhỏ sẽ khiến chiếc xe này chinh phục rất rất nhiều những địa hình khó. Đi kèm với đó là khả năng nâng hạ gầm cực kỳ nhanh chóng anh chị nhé. Và đây, chúng ta sẽ có cái mang cá. Đó, rất đẹp, rất hiện đại, đầy tinh tế, Defender. Phần nắp capo của chiếc xe này thì sao? Cũng sẽ có rất nhiều những cái điểm nhấn đẹp anh chị nhá. Rất là vuông vức, rất là khỏe khoắn. Và logo Defender đặc trưng rồi, logo màu đen. Phần đầu xe thực sự chiến anh chị ạ. Đó. Và đây chúng ta sẽ có hai hốc làm mát turbo anh chị nhá. Hai cái két làm mát này nó sẽ tạo ra cho một hệ thống làm mát được vận hành một cách tối ưu nhất. Land Rover Defender 110P. Bỏ qua cái mức giá hơn 6 tỷ đồng thời điểm mua mới đi. Bây giờ anh chị sẽ có thể sở hữu cho mình một cái mẫu xe siêu lướt sản xuất năm 2022 phiên bản 110P này với mức giá chưa tới 4 tỷ. Chưa tới 4 tỷ cho một chiếc xe ông vua địa hình. Và những cái mẫu xe người ta nói đến những cái mẫu xe như kiểu G63 với khả năng vượt địa hình tốt đi. Nhưng thực tế Defender mới là số 1 anh chị nhá. Phải nói là như vậy. Với rất rất nhiều những công nghệ tiên phong. Chúng ta sẽ có camera 360 em nói rồi này. Chúng ta sẽ có thêm một cái gương chống chói nhá. Gương này là gương chống chói anh chị nhá. Đó. Và chìa khóa thông minh mở cửa một trạm đầy đủ rồi. Bộ mâm trên phiên bản này được sơn đen rất đẹp. Đó, khỏe khoắn. Và chúng ta sẽ có bộ mâm mang cái tổng mã hiệu là 255-60R20. Bộ mâm 20 inch, hệ thống phanh đem lại cái hiệu suất rất tốt anh chị nhá. Hệ thống gầm, nâng hạ gầm thì em nói rồi. Đây, với phiên bản này thì em thực sự thích cái khuôn ở đây. Đó, nó tạo ra sự khỏe khoắn đến từ nhà Land Rover, Land Rover Defender. Và chúng ta sẽ có thêm đó là một cái hốc để bánh sau anh chị nhá. Đó, nó rất là cổ điển nhưng cũng đầy sang trọng hiện đại. Hệ thống đèn sau chiếc xe này cũng rất đẹp, hệ thống đèn vuông. Anh chị nhìn qua giúp em này, nó gân guốc nhá, nó nổi khối, rất đẹp luôn. Và mời anh chị cùng em ngắm khoang cốp của chiếc xe đi. Đó, tất nhiên là cốp cơ rồi anh chị nhá. Với một chiếc xe vượt địa hình, nó phải là cốp cơ, nó mới đa dụng, nó mới tiện dụng anh chị nhá. Chúng ta sẽ có thêm hai đây. Có thể nói là những cái cửa sổ trời nhỏ anh chị ạ. Đó, nó sẽ không có cửa sổ trời to đằng kia đâu. Nhưng mà ở đây nó sẽ tạo ra chúng ta những cái ô kính khiến chúng ta di chuyển, những người ngồi bên trong cảm thấy rất là rộng rãi. Đằng sau chúng ta sẽ có hai chỗ để nước anh chị nhá. Đó, điều hòa riêng biệt đằng sau rồi. Các cửa gió làm mát đầy đủ. Với phiên bản này chúng ta sẽ là phiên bản 5+2. Ở đây thì sẽ có nâng hạ gầm anh chị nhá. Hỗ trợ rất nhiều. Và cái phần hàng ghế thứ ba ấy thì sẽ là giật bằng cơ anh chị ạ. Đó. Thì thấy không? Nó sẽ mang cái thiên hướng tối giản thôi. Vì đơn giản thôi, đây là một cái mẫu xe mà nó hướng nhiều hơn về cái phần đi những cái cung đường khó, tập trung vào cái trải nghiệm lái, cái trải nghiệm sử dụng nhiều hơn là những cái option tiện ích anh chị nhá. Hay là những cái chi tiết như phần táp ly này anh chị nhìn thấy qua giúp em này. Đó. Nó là những chi tiết kết hợp giữa cái phần da rất là đẹp này, đi kèm với đó là phần nhựa. Phần nhựa anh chị nhá, không phải là gỗ đâu, nhưng mà nó sẽ rất thực dụng và bền bỉ. Và tất cả những chi tiết ốc sẽ được xuất hiện luôn, khiến chúng ta vận hành một cách rất dễ dàng và khi cần sửa chữa cũng rất đơn giản anh chị nhé. Hàng ghế thứ hai chiếc xe này rất là rộng rãi này, có trang bị nhiều cổng sạc Type C này và đi kèm với đó là chúng ta sẽ có điều hòa auto 4 vùng độc lập anh chị nhé. Và đằng sau có thể nói là 5 vùng độc lập luôn, rất là rộng rãi, rất là thoáng đãng. Đây, mời anh chị cùng em ngắm qua khoang nội thất phần hàng ghế trước chiếc xe đi. Đó, ghế da rất là đẹp, rất là bền màu. Chúng ta sẽ có một cái màn hình giải trí rất là sắc nét anh chị nhé. Thực sự là sắc nét, tích hợp camera 360. Và camera lùi chiếc xe này sẽ tích hợp trên gương anh chị nhá. Đó, gương sau. Nó vừa tích hợp camera lùi này, vừa tích hợp thêm gương chống chói luôn. Với phiên bản này chúng ta sẽ không được trang bị quá nhiều option đâu. Nhưng
Đây là mẫu xe hướng nhiều đến tính thực dụng anh chị nhá. Hệ thống loa Meriden đem lại cái trải nghiệm rất là thú vị rồi. Ở đây chúng ta sẽ có nhớ ghế 3 vị trí cho cả hai ghế phía trước anh chị nhá. Và vận hành chiếc xe này em đã nói rồi, động cơ 2.0. Tuy là 2.0 thôi nhưng cho ra công suất hơn 300 mã lực. Hơn 300 mã lực với động cơ 2.0 thực sự đó là công nghệ đến từ Anh Quốc, công nghệ đến từ Land Rover. Và thời điểm hiện tại với tầm tài chính chưa tới 4 tỷ, em đánh giá đây là một mẫu xe rất rất đáng để sở hữu thời điểm hiện tại. Anh chị quan tâm mẫu xe này hãy liên hệ trực tiếp cho em để được lái thử và trải nghiệm, cũng như nhận được những cái chính sách, những cái mức giá, những cái quyền lợi tốt nhất tại showroom. Và một lần nữa cảm ơn quý anh chị đã lắng nghe video của em. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.